Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Bạn của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Rồi, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Bữa nay là em về cho anh em được 3 mẫu xe. Phân khúc là từ 110cc ở đây lên tới 650 và lên tới gần 1000cc nha anh em. Ngoài ra là hiện tại bên em đã về được rất là nhiều dòng xe từ 125 cho tới 1000cc. Anh em nào mà đang có nhu cầu muốn tìm xe lướt giá tốt thì anh em nhớ liên hệ lại với em ha. À quên nữa, ở đây em có một chiếc Yamaha Chanute đời 2024, lăn bánh mới chỉ có 1000 mấy trăm cây thôi anh em, 1565 cây, cực kỳ len keng. Đăng ký tháng 7, tháng 8 gì đó anh em, tháng 7, tháng 8, 2024 đó. Nên là xe này anh em khó cần coi ha. Anh em mua xe này là sẽ tiết kiệm được khá so với xe hãng nha mọi người. Nên là anh em nào mà đang muốn kiếm tay ga để mình đi làm hàng ngày, mức giá rẻ hơn giá hãng chút xíu mà xe phải mới, thì anh em nhớ liên hệ với em ha. Rồi qua tới ba con siêu mẫu trên sân khấu chính ngày hôm nay. Thì đầu tiên em sẽ quay cho mọi người trước cái chiếc Yamaha BZ1 đó, con này biển số Sài Gòn, lăn bánh mới chỉ có 2000 mấy trăm cây thôi. Đăng ký tháng 5 2024, em sẽ bán cho mọi người là 30 củ 800.000. Đó, mức giá này anh em mua con xe này là sẽ tiết kiệm được khá so với xe chính hãng nha mọi người. Con này ngoài biển số Sài Gòn ra thì cũng đã lên được một số món đồ chơi như là bảo vệ tay nè. Đó. Thêm một cái mão chắn gió kim luôn bảo vệ đồng hồ ha. Một cái ba ga trước đây đó, một cái bảo vệ lốc máy đây đó, cái này sẽ tránh trường hợp mà anh em leo lề nó bị va đập, nó gây ảnh hưởng tới cái phần đầu bò ha, thì cái này nó sẽ đỡ cho anh em. Và thêm một cái nữa, con này cũng đã lên tay côn rồi đó. Nhiều anh em sẽ thắc mắc là tại sao con này lại có tay côn, thì em xin giải thích cho anh em luôn, là chủ xe trước người ta thích trải nghiệm một cái cảm giác bóp côn, nhưng mà chiếc xe này lại không có, thì người ta gắn thêm cái tay này vô. Và công dụng của cái tay này là dành để cho anh em bóp thắng sao đó, tức là một cái tay thắng này và một cái chân thắng này tất cả đều có thể sử dụng song song được. Cái này là em chưa nghiên cứu tới nha, cái này là chủ xe gắn và em đã trải nghiệm thử rồi, bóp thắng được nha mọi người. Hai tay, cái tay tay thắng bên đây và cái chân thắng đều sử dụng tốt, không có bị chặt dù gì hết nha anh em. Xe này là phiên bản màu cà phê sữa hay là màu bạc xỉu gì đó mọi người. Nó có đề can rất là xinh xắn luôn ha. 2000 mấy trăm cây, xe chưa mở cốp bánh trước luôn. Dĩa nó còn rất là đẹp nè, mâm là không có bị cong vênh ha. Vỏ zin theo xe, chấm sơn ở đây là anh em thấy vẫn còn xuất hiện nè. Đó, mọi thứ cho con xe này đều hoàn hảo. Anh em mua xe này thì anh em không cần phải tới cửa hàng của em coi đâu. Tại vì 2000 mấy trăm cây thì nó chả khác gì xe mới hết anh em. Đó. Cái gục gà này nó còn chưa kịp giãn nữa mà. Đó. Khách qua bên em đổi xe nên là để con này lại cho em. Em để lại cho mọi người mức giá tốt hơn xe mới chút xíu ha. Máy móc là nguyên zin, chưa có qua sửa chữa, chỉnh sửa gì hết nha anh em. Cực kỳ khô ráo, không xì dầu chảy nhớt ha. Đó, tem zin theo xe là vẫn còn. Da yên là chưa có bị bong chóc gì hết nha mọi người. Đó, một cái màu đen mương mướt luôn ha. Oppo cũng vậy, chưa có bị chày xước gì luôn. Mà con này là em thấy là đang dán keo ha. Đây anh em thấy cái lớp keo trong đây không? Đang dán keo full xe. Anh em về tháo lúc keo ra là như mới luôn. Đó, vỏ sau đây. Đây, phần thắng sau đây. Mọi thứ rất là hoàn hảo anh em. Anh em chờ em tắt xe này cái coi. Rồi. Qua tới cái phần nhông sinh dĩa ha. Đó, con này là anh em thấy nè, cái cốt nghe chỗ cốt bánh sau nè, vẫn chưa mở luôn. Đó, dĩa rồi sên, mọi thứ đều hoàn hảo hoàn chỉnh hết. Đó. Em quay cho anh em coi, anh em nào mà coi không kịp thì anh em cứ bấm dừng hình lại coi cho nó kỹ ha. Đây, chấm sơn vẫn còn đây. Do là xe này là gần như là xe mới nên là chấm sơn
ở những cái vị trí mà hãng nó chấm vô thì nó vẫn còn chưa có bị bong chóc hết nha mọi người. Trên cái tay thắng thì nó có thêm một cái ốp bình dầu nữa đó, đồ chính hãng Yamaha nha. Đây em không biết bán bao nhiêu nhưng mà em nghĩ là đồ hãng là sẽ mắc đó. Chìa khóa là hai chìa còn đầy đủ luôn ha, đó thẻ cốt đồ. Rồi bây giờ em sẽ mở máy cho mọi người nghe tiếng máy ha. Đó máy nổ rất là yên luôn mọi người. Đây là lần đầu tiên mà em mua được một chiếc BZ1 mà xe cọp như thế này. Bữa giờ là không có xe BZ1 luôn, bữa nay mới được bán một chiếc BZ1 cho mọi người. Đó máy móc rất là êm ha, hệ thống đèn xi nhan cốt pha đều sử dụng bình thường, không có bị chặt vụt hay là hỏng hóc gì hết nha mọi người. Đó, xe này chắc chắn một điều là còn bảo hành chính hãng luôn, nên là mọi người cứ yên tâm mua mà sử dụng ha. Nhắc lại mức giá cho mọi người luôn là 30 cũ 800.000. Anh em mua con xe này là anh em sẽ tiết kiệm đâu đó vài cũ so với xe mới ha. Rồi qua tới mẫu xe ở giữa thì em có một chiếc Ducati Monster 937, đăng ký 2022, biển số thành phố anh em xem tên đóng thuế 1% nha. Mức giá em bán vẫn là 250 mấy cũ thôi, nhưng mà con này đã thêm được một vài món đồ chơi như là một cái bô Terminoni nè, cặp heo Rambo M430, bộ chống độ với cặp kính gù. Con xe này bán cho một người chơi xe nhưng mà sau một tháng trải nghiệm thì cảm giác như là không có thích hợp lắm, tại vì xe này nó mạnh quá nên là chuyển qua mẫu ADV để lại con xe này cho mình. Thêm vào đó là một số option cho xe nhìn nó mạnh mẽ, nó cứng cáp hơn nha mọi người. Đây cặp kính gù đây, kính này anh em chạy là không có bị rung lắc đâu nha anh em, rất là cứng cáp ha. Con này thì đã được trang bị sẵn cho anh em một cái bộ côn dầu chính hãng rồi đó, cái này là option theo xe có sẵn nha, chứ không phải gắn nha. Những cái mẫu Monster 821 thì chưa có, anh em phải lên, nhưng mà qua tới 937 là anh em không cần phải lên côn dầu nữa mà nó có sẵn luôn. Đây kính gù. Rồi tình trạng xe này vẫn len ken xà beng như lúc đầu, tại vì chủ xe chủ yếu là đi phố thôi, không có đi phượt nhiều nha mọi người ha. Cặp vỏ Rosso 4 đó. Đây con heo Rambo M430 đây, heo Rambo logo đỏ ra ngoài đường anh em người ta nhìn vô một cái, những anh em chơi xe nhìn vô là biết dân chơi này, tuy là nó không mất tiền đó, nhưng mà nó nổi bật ha anh em. Phượt vẫn không có tình trạng xuất hiện tình trạng mà bị xước ti xì dầu gì hết nha anh em, mâm là không có bị cong dên gì hết nha. Nó anh em nhìn này, dĩa đều cũng còn rất là mượt ha, cả phần bên đây cũng vậy, hai bên đều đẹp đều liền lạc hết. Đây đó, vuốt rất là mượt mà luôn, phục bên đây cũng không có xì dầu chảy nhớt gì hết nha anh em. Đó, phần két nước thì cũng đã trang bị sẵn cho anh em một cái che két nước bộ phơm mành rồi. Thân xe thì được trang bị sẵn cho anh em một cái bộ chống độ thân ha, luôn cả một cái bát của Evotech đó, cực kỳ đẹp liền lạc luôn em, và chống đổ này cực kỳ chắc ha. Rồi phần lốc máy, con này máy móc vẫn còn nguyên zin nha anh em, chưa có rớt đầu chẻ máy gì hết nha. Chu trình demo thì con này cũng còn khoảng một cái quãng đường dài lắm anh em mới cần demo ha. Đó lốc máy này là có sẵn trên xe nè. Rồi kèm với đây em kèm với cái lốc máy này là một cái bộ bô Terminoni luôn cả khúc slip on titan ha, âm thanh nghe cực kỳ tê tái, một lát em sẽ nổ máy cho mọi người nghe. Cái phiên bản 937 này em nhắc lại cho mọi người luôn là phiên bản có cái bộ tem Pixel chính hãng, bộ tem này rất là mắc nha mọi người, nên là anh em nhìn vô cái bộ tem này thiết kế rất là chi tiết ha. Đó, ở ngoài người ta dán đề cam thì chắc người ta cũng không có làm được một cái bộ đề cam mà chi tiết giống như vậy đâu, nhìn rất là phức tạp ha, luôn cả phần bình xăng và cả cái phần dàn áo ở phía sau nè. Đó, dĩa sao con này cũng còn rất là đẹp ha. Những cái xe phân khối lớn này chủ yếu anh em sử dụng là sử dụng phần thắng trước, chứ thắng sau là ít khi nào sử dụng lắm, nên là dĩa nó cũng còn rất là đẹp ha. Heo Rambo đó, có luôn cả cái cục bên gù cho anh em bên lên cửa xe luôn. Vỏ sau cũng là vỏ Rosso 4 nè, mấy cái vỏ Rosso này là cực kỳ bám đường nha anh em, bao cho anh em ôm cua cả gói luôn ha. Đây phần dàn thân phía bên đây đó, mọi thứ chi tiết còn rất là ok. Xe này nếu như mà anh em mua đập thùng bữa nay là tầm khoảng chừng 450 cũ, chưa bao gồm tiền đồ, thì anh em mua con xe này là anh em sẽ tiết kiệm được 200 cũ, một mức giá cực kỳ tốt luôn anh em. Đó máy móc anh em nhìn nè, rất là đẹp ha,
sạch sẽ, mình đã rửa từ trong ra ngoài hết rồi, anh em mua về là chỉ có sử dụng thôi. Máy móc con này cực kỳ mạnh, cực kỳ lực nha anh em. Đây, mình nổ máy cho anh em nghe tiếng máy ha. Là 937 nhưng mà lên cây bô của Monster 795, 796 chỉ cần lên một cây thôi là anh em nghe cái tiếng nó đã khủng khiếp rồi. Đó, cực kỳ mạnh, cực kỳ lực luôn. Cục máy 1000cc quá trời đã. Con này là phiên bản cải tiến của Monster 821 nha. Động cơ thì xài của Hyper 950. Đó, đồng hồ là full chức năng cho anh em sử dụng luôn. Chế độ lái gồm 3-4 chế độ lái gì đó. Nè, Sport, Touring và Urban, ba chế độ lái ha. Kèm với đó là hệ thống hỗ trợ người lái như là traction control nè, ABS nè, wheelie control nè và with shift hai chiều, đầy đủ chức năng cho anh em chơi. Đó, anh em lái con xe này tuy mạnh nhưng mà cực kỳ an toàn. Rồi, nhắc lại mức giá em này cho mọi người luôn là 250 mấy cũ thôi. Anh em sẽ tiết kiệm được hơn 200 triệu so với xe mới nha. Biển số là thành phố anh em sang tên đóng thuế là 1%. Đồ chơi đây bao gồm Botomy nè, cặp heo Rambo M430, chống độ thân và kính gù. Đó. Anh em nào mà đang có dự định muốn mua những cái dòng xe Monster 937 này, xe mới, thì anh em nhớ liên hệ với em để tham khảo qua thử cái con xe này nha anh em. Đó, mức giá cực kỳ phải chăng, tiết kiệm rất là nhiều tiền nha mọi người ha. Rồi, qua tới mẫu xe cuối cùng ở đây, một con xe lúc nào cũng trong cái tình trạng mà hot hết. Đó, bữa nay là em chỉ về được đúng một xe thôi nha. Honda CB650, biển số thành phố nha anh em, Thủ Đức, ô đô 6.000 mấy trăm cây, đăng ký lần đầu năm 2022, em sẽ bán cho mọi người là 179 củ 800.000. Con này option nó lên một vài món đồ chơi cơ bản, bao gồm ở phần đầu xe thì lên sẵn cho anh em một cái bộ kiến chắn gió. Đó, kiến này là màu khói nha mọi người. Đây, đó, cái này là nó giúp cho cái phần đầu xe nó trở nên bự ra chút xíu, nhìn nó uy lực hơn nha mọi người ha. Rồi, phần dàn chân trước con xe này vẫn còn rất là đẹp. Đó, 2022 thì mới đây thôi, phuộc là không có xì dầu chảy nhớt, không có bị xước ti gì hết nha anh em. Tem ABS trên phần dàn trước vẫn còn luôn. Mâm là ngay ngắn thẳng thớm, không có bị cong dên xiên dẹo gì hết nha mọi người. Dĩa của một chiếc xe 6.000 cây thì anh em khỏi cần phải nói, cực kỳ mượt mà luôn anh em. Phần két nước của xe thì cũng đã trang bị sẵn cho anh em một cái bộ che két nước rồi ha. Phần máy thì cũng đã trang bị sẵn cho anh em một cái bộ chống đổ thân rồi. Máy móc con này nguyên riêng, chưa qua sửa chữa nha, chưa có rớt đầu hạ máy gì hết nha anh em. Máy móc cực kỳ khô ráo, không xì dầu chảy nhớt ha. Nhãn năng lượng vẫn còn nằm trên cái phần yếm bên phải nè. Đó, nó chỉ bị hơi chày chày xước chút chỗ này chút xíu thôi. Đó, nhưng mà vẫn còn nhìn rất là rõ nét, rất là đẹp ha anh em ha. Bình xăng con này được dán keo nguyên bình xăng luôn. Đó, đây anh em sẽ thấy một cái lớp keo nó bị tươm tươm ra nè. Đó, nên là bình xăng này tình trạng cực kỳ đẹp, không có bị chày xước, bong chóc gì hết nha mọi người. Nhãn năng, nhãn thông số đổ xăng trên xe vẫn còn luôn. Đây, phần ghi đông xe thì cũng đã được lên một cái bộ năng ghi đông của Motorwork. Đó, cải thiện cái tư thế lái cho anh em ha. Nó sẽ đỡ mở, đỡ mỏi tay, đỡ chồm hơn. Bô con này hiện tại là bô móc nha anh em, móc nhẹ nghe âm thanh cực kỳ mượt mà luôn. Đây, gác chân xe đây vẫn còn nguyên xi ha. Đó, mọi thứ con xe này đều rất là đẹp. Bố thắng sau cũng còn rất là dày, bố zin chưa qua thay thế nha mọi người ha. Sẵn cho anh em một cái ben năng luôn, để anh em về anh em có thể ben xe lên đi rửa ha. Chức năng con xe này vẫn còn hoạt động hoàn toàn bình thường, từ ABS, từ HSTC, rồi từ hệ thống điện đèn còi, mọi thứ vẫn còn hoạt động rất là hoàn hảo. Đây, ốc dĩa là chưa mở nha anh em ha. Đó, phần gấp cũng rất là đẹp nè. Đây, chỉ có hơi sờn một chút xíu cái màu sơn thôi, không ảnh hưởng tới quá trình sử dụng ha mọi người ha. Tem thông số trên cái dè cạc te vẫn còn luôn. Gác chân anh em nhìn nè, một màu rất là liền lạc. Đó, cái chốt gác chân bên đây vẫn còn luôn. Ở đây còn cái tem mà Made in Thái Lan nè, vẫn còn dính, chưa bị bong chóc nha mọi người ha. Rồi, phần lốc máy phía bên đây. Đó,
Bữa nay anh em mua con CB 650 này thì chỉ có 179 củ 800 ngàn thôi, chưa lên tới con số 180 nữa, thiếu 200 ngàn nữa mới đủ 180. Đó, đồng hồ hiển thị đầy đủ nét nha anh em. Đó, Odo nè, 6790 cây và có thể nó sẽ tăng nhẹ do là em đem đi chụp hình nha. Còn lại mọi thứ chức năng con xe này hoạt động đều đầy đủ ha mọi người ha. Ôi trời ơi, cái kèn đúng là cái kèn mà xe mới bốp lúc nào nghe cũng lớn hết mọi người. Cái tầm này là em thấy vừa đủ rồi đó. Còn anh em nào mà thích trải nghiệm cái âm thanh nó lớn hơn của một cái chiếc xe 4 máy thì anh em có thể thay một cái bô khác ha. Nhắc lại mức giá cho anh em luôn. Chiếc xe này CB 650R biển số Sài Gòn ha, đăng ký 2022, Odo 6700 cây. Em sẽ bán cho mọi người là 179 củ 800 ngàn. Còn Ducati Monster 937 là 250 mấy củ 800 ngàn, đăng ký 2022, biển số thành phố, anh em sang tên đóng thuế 1%. Yamaha BZ1 biển số thành phố, Odo 2700 cây, đăng ký tháng 5 2024, em sẽ bán cho mọi người là 30 củ 800 ngàn ha. Anh em nào mà đang có nhu cầu muốn tìm mua một trong ba mẫu xe này thì anh em liên hệ vào số hotline ở đây của em ha mọi người, hoặc là truy cập vào website thimotothudoc.vn để có thể xem hình ảnh chi tiết của ba mẫu xe này ha. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip review ba mẫu xe lần này của em. Hẹn gặp anh em vào những clip review xe lần sau. Bye bye mọi người, nhớ cho em xin một like, một share, một follow nha. Khi mà mua xe bên em thì anh em sẽ được những hậu mãi và khuyến mãi sau. Thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nón bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em mình hỗ trợ thu lại. Mọi người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1-2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi thì chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi, người nhà khen là cái xe cũ mà sao lại đẹp, này ken, này bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ dơ hay gì đó vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review á thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài, xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, gọi là những cái chuyện chung mà, tụi em không có gọi là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm để đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thimoto Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.